Cảm ơn. À, tổng tác bây giờ bạn bè của của Oliver, cảm ơn các anh chị em của Oliver và coi như là cảm ơn các cháu và coi như là cấp là hai đứa con là Kevin và Malika tuy là xa nhưng với ngày hôm nay thì sau hơn hai năm như anh Hiệp nói thì cho Oliver và Annie quen biết nhau từ ở trên chỗ làm và sau khi tìm hiểu nhau thì đến hôm nay thì hai cháu quyết định tiến đến hôn nhân. Cũng như Hiệp nói thì Oliver đã trải qua những cái giai đoạn cũng như tìm hiểu nhau rồi mình quyết định đến tới hôn nhân là thành Oliver đã được chưa tội công của Chúa. Ngày hôm nay thì là như anh Hiệp cũng đã biết nhiều hơn về Annie, tìm hiểu về Annie, như tụi em cũng có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về Oliver. Và ngày hôm nay là anh chị cũng như tất cả đại gia đình thì cũng vì thương yêu hai cháu mà đến đây mà cũng lễ vật để mình xin hỏi cưới và nhận Annie là con trong gia đình của anh chị và tất cả các anh chị. Thì tụi em cũng rất là như là cảm động, vui mừng và rất là hân hạnh là được chấp nhận những cái lễ vật của anh chị. Thì sau khi mà nhận được xong chấp nhận được những lễ vật mà của anh chị thì tụi em cũng đã chính thức nhận Oliver là một con của gia đình của chúng em. Sau khi buổi lễ mình nói là lễ hỏi tuy là đơn giản nhưng mà mình có thể là trầm ấm và thanh mật thì khi hoàn cảnh cũng như đường xá xa xôi là tất cả mọi thứ công chuyện mình biết ở xứ Mỹ này chứ không Việt Nam thì sau cái hỏi này thì mình sẽ chỉ có thể đám cưới để mình tất cả gặp gỡ nhau thì anh cũng xin phép anh chị và tất cả các cô bác anh chị ở đây thì nhân dịp này em và Cúc hai vợ chồng cứ xin có một vài lời đối với hai đứa con của em. Annie bà má xin hai con luôn đánh dạy hai con cho anh Thảo. Các con đã mà đã trưởng thành, có mọi việc làm, có suy nghĩ chính xác và hai con đó thì đã được tiến tới hôn nhân thì ba má cũng rất là vui mừng và rất là sung sướng. Ba má là bên chung ba má và bạn má và thì theo kinh nghiệm của ba má của tất cả các bác thì nhiều đến đây cũng như các con lớn thì cũng biết rằng là trong cuộc hôn nhân thế nào á thì nó cũng có những cái sóng gió to nhỏ, nó cũng có những cái mà tiếng to tiếng lớn hoặc là nhiều khi có những là mình không muốn nói gì hết á, mình giận dữ không nói gì hết, thành ra đây là những cái điều mà nó rất là vô lý mà nên tránh khỏi. Thì ba má chỉ muốn là nên tránh những cái điều không tốt xảy ra này á, thì cũng như hồi nãy bác Hiệp có nói là hai con này ba má khuyên con điều là hãy nói chuyện với nhau thường xuyên, hãy tôn trọng với nhau và lắng nghe với nhau, communicate, respect each other, and listen to each other. Và nếu trong sống hôn nhân mà nếu có gì mà kêu là khó khăn thì các con hãy cầu nguyện đến ơn trên, cầu nguyện đến Chúa, cầu nguyện đến Đức Mẹ để phù hộ cho hai con, để có cái sự sáng suốt,
trong cuộc sống hàng ngày, khôn ngoan trong cuộc sống gia đình của hai con. Nhân dịp này thì các con cũng biết rằng là nếu có những cái khó khăn gì, các con nên nhớ rằng ba má đây, tất cả các anh chị của ba má, các em các con hay bạn bè của các con đều với hai các con sẵn sàng phía sau các con để giúp đỡ các con, nhất là trong cuộc sống hôn nhân, cuộc sống hôn nhân. Thì đây là cái dịp vui của hai các con, và vui mừng của ba má, vui mừng tất cả các những ông bà, các anh chị ở đây. Thì ba má cũng có một ít quà tặng cho hai con. Quà này thì hai con cũng biết rằng là trong cái quà này có một phần quà mà từ của ông bà ngoại của anh này trao tặng cho má của anh này, và hôm nay là ba má trao tặng lại cho anh này và con. Thì ba biết chắc là một điều là bà ngoại là người mà gần gũi với anh này nhất và có thể là thương yêu anh này nhất. Thì một trong những món quà này tôi nghĩ là ba má muốn các con là trân trọng gìn giữ lấy nó, là các con hiểu rồi, trân trọng và gìn giữ lấy nó vì cái đó là quý từ ba ngoại, ông bà ngoại của các con. Thì em cũng xin thôi nói một điều nữa là gia đình của em là hoặc là không có ở Mỹ này, chỉ ở còn Việt Nam hết, chỉ có gia đình bà xã thôi. Ba má thêm một lời làm như thế này là ba má xin rất là vui mừng ngày hôm nay, chúc mừng hai con sẽ được sống với nhau trọn đời, và các con sẽ nhìn xung quanh đây, ok, làm gương nha, ok. Đây ở đây có những bác là lập gia đình 40 năm, phải không, 50 năm. Đây anh chị Việt Thùng này là 40 năm, và tất cả anh chị này cũng 40 năm hay 50 năm ha. Đây ba má của con này 40 năm, và ba má con này là cũng là 33 năm. Hai con hãy nhìn lấy, nhớ đến cái buổi lễ hôm nay, nhớ đến cái những cái gì mà mình có hôm nay, và trân trọng nhìn giữ lấy tất cả những cái gì mà xảy ra trong gia đình các con, hãy suy nghĩ thế này và cầu nguyện. Con cũng xin tạm thời hết lời và xin chúc mừng hai con. Xin giới thiệu là